Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Sáng sớm ngày 15 tháng 4, người dân bất ngờ phát hiện một nam thanh niên tử vong tại Mương Nước, thuộc dự án Đại lộ Vinh cửa lò bên cạnh một chiếc xe máy. Thông tin trên được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An xác nhận, đồng thời cho biết nạn nhân bị tử vong tại cống nước đường 72 thuộc địa bàn xóm 8 xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. Phát hiện sự việc, người dân hô hào và báo chính quyền địa phương có mặt đưa nạn nhân lên bờ, tuy nhiên nạn nhân được xác định đã tử vong trước đó. Nạn nhân được xác định là một nam thanh niên sinh năm 2001, trú xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, sau khi nhận được thông tin, gia đình nạn nhân đã có mặt tại hiện trường, cùng các cơ quan chức năng liên quan xác định rõ nguyên nhân. Một vị lãnh đạo xã Nghi Phong cho biết, nạn nhân tử vong dưới cống nước công trình đường 72m, công trình do công ty Tân Nam đảm nhận. Theo tôi được biết, công trình này làm hàng rào chắn bảo vệ rất sơ sài chỉ bằng một sợi dây cảnh báo khá đơn sơ. Cũng theo vị lãnh đạo xã Nghi Phong, Khoảng một tháng trước, cũng trên đường 72m đã xảy ra một vụ tai nạn liên quan đến việc thi công công trình này, khiến một người bị thương khá nặng. Được biết, dự án Đại lộ Vinh Cổ Lò nằm trong tổng thể của đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Đại lộ có tổng chiều dài là 11,2km, tổng diện tích là 1,1752ha, chia thành 5 khu trục. Dự án được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng. Giai đoạn 2 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt tại quyết định số 4686 trên quy đề UBND với tổng mức đầu tư của dự án là 1.415 tỷ đồng. Công trình do Sở Giao thông Vận tải Nghệ An làm chủ đầu tư đi qua ba địa phương gồm thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lọ được khởi công giữa năm 2022. Thời gian hoàn thành dự án là 36 tháng, tính từ giai đoạn 1 tính tổng mức đầu tư các hạng mục trên 3.500 tỷ đồng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng liên quan làm rõ.